không phải ai ai dùng sữa rửa mặt nào cũng hợp, và không phải ai cũng biết cách để mua hàng chính hãng. Trong video này mình chia sẻ cho bạn về những công dụng tuyệt vời của sữa rửa mặt Simple chính hãng mà bạn không thể bỏ qua, nhưng mà bạn phải nhớ lý do mua hàng chính hãng nhé, để bạn không phải hối tiếc, không ân hận cả đời khi mua nhầm phải hàng giả. Bên mình là shop bán hàng, nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả, để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại hiệu quả tốt nhất cho bạn. Vì hàng chính hãng được công ty sản xuất nghiên cứu và thử nghiệm rất kỹ càng, cũng như được kiểm định và được cấp phép sử dụng. Các thành phần có trong sữa rửa mặt Simple có hàm lượng ở mức cho phép, vừa đủ, để mang lại hiệu quả tốt nhất khi làm sạch da mặt tận sâu bên trong lỗ chân lông, giúp sáng da điều màu từ đó bạn ít khi bị mụn, da được cấp ẩm và mịn màng hơn, mà không gây ra những tác dụng phụ không mong muốn khác. Khi mua đúng hàng chính hãng thì bạn được đảm bảo về sự an toàn của sản phẩm, vì là công ty nổi tiếng và có thương hiệu nên họ luôn cam kết về chất lượng. Còn lỡ mua phải hàng giả, thì bạn không thể biết được người ta bỏ hóa chất gì bên trong đó, người ta đã có tình làm giả để lừa bạn kiếm tiền, rồi thì họ đâu còn quan tâm đến việc bạn dùng có bị ảnh hưởng đến sức khỏe, hay có bị hư da mặt, nổi mụn, da bị kích ứng hay bị tác dụng phụ nguy hiểm khác không. Chỉ có hàng chính hãng mới mang lại cho bạn công dụng tuyệt vời, như sữa rửa mặt Simple là làm sạch sâu, nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, kem chống nắng và da chết trên da hiệu quả. Bên cạnh đó với độ pH lý tưởng để tạo môi trường lý tưởng, cho da phục hồi các tổn thương từ môi trường bên ngoài. Tính năng nữa được nhiều chị em ưa thích là tăng cường độ ẩm cho da, giúp da mịn màng, mượt mà hơn. Và sữa rửa mặt Simple cũng làm sáng và điều màu da hiệu quả lâu dài. Ngoài ra nó còn hỗ trợ điều trị mụn và các sưng viêm do mụn, thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Cũng như công dụng khác là chống oxy hóa, từ đó ngăn ngừa việc hình thành các nếp nhăn chảy xệ trên da giúp cho bạn trông ngày càng trẻ trung hơn. Sữa rửa mặt Simple hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Simple hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.